Áo trắng thanh niên lại nói, ngươi tới là khách, tới trước ta chỗ đó ngồi một chút đi, ta đem mặt khác thần vương cùng với thỉnh tới. Nhiều một vị mình hữu đối với chúng ta mà nói, luôn luôn tốt, cơ hội này cũng sẽ nhiều hơn ra một phần. Nghe hắn nói đến cơ hội hai chữ này, Đường Tam trong lòng không khỏi khẽ động. Nếu quả thần có cơ hội, như vậy đối với bọn hắn mà nói, không thể nghi ngờ là lớn nhất chuyện tốt. Nhưng hắn cũng không có hỏi nhiều, tại hoàn toàn không biết đối phương dưới tình huống, cũng không thể nào biểu hiện ra quá mức vội vàng. Cẩm Đế lúc này, Diệp Trúc Âm lúc này làm sao một cái thủ thế, dùng thân nhoáng một cái, giống như phía chính mình thần giới bay đi, một đạo bạch quang theo trên người của hắn phóng xuất đi ra, giống như tự nhiên là vậy, tiếp dẫn tại Đường Tam trên người. Đường Tam cũng không cần làm cái gì, giống như là hồi tự nhiên mà vậy theo sau hắn một khởi bay đi. Thần thức tự nhiên hấp thụ ra lấy cái này đó, do 6 cái thần giới chỗ tạo thành ở trong không gian năng lượng. Trước đã bị lỗ đen ảnh hưởng đang phi hành ở trong quá trình, cũng đã lặng yên không một tiếng động khôi phục. Sắp tới đem bay đến Cẩm Đế thần giới lúc đó, Diệp Âm Trúc đột nhiên quay đầu lại nhìn Đường Tam rồi nói, các hạ thần thức quả nhiên cường đại, xem ra chúng ta trước kia cảm ứng cũng không sai, ngay chỗ thần giới là phi thường cường thịnh. Đường Tam cười khổ một tiếng, nhưng là đồng dạng không cách nào đào thoát ra bị thời không loạn liều cuốn đến lơ đầy vận mệnh. Diệp Âm Trúc lúc này cười nhạt một tiếng, trên người bạch quang lóe lên trên, sau một khắc Đường Tam cùng với hắn giống như đã đi tới một chỗ, chung quanh màu xanh hoa cỏ như đêm, nhàn nhạt mùi thơm ngát đập vào trong mặt, cùng với đấu la thần suối cùng điện so sánh với, tại đây giống như là mộc mạc rất nhiều, chung quanh là mảng lớn trúc lâm, mà bọn hắn hiện tại chỗ địa phương thì là một vòng vây sùng cây trúc làm hàng rào, tiểu viện tử, ở trong sân còn có 7-8 căn phòng trúc, hết thảy thoạt nhìn đều là tràn đầy nông thôn phong tình. Nhưng mà nếu như nhìn kỹ giống như sẽ phát hiện, cái kia sở hữu cây trúc đều tần tản mắt ra nhàn nhạt thành bích sắc, bên trong phảng phất ẩn chứa vô tận sinh mệnh khí tức như vậy. Chính diện một căn phòng trúc cửa mở, từ bên trong đi ra một vị mặc màu vàng nhạt váy dài, đôi mắt sáng thiện lãnh thiếu nữ. Chứng kiến Đường Tam, nàng cũng không có thoát ra cái gì vẻ kinh ngạc, chỉ là hướng hắn nhẹ nhàng gật đầu, sau đó hướng Diệp Âm Trúc rồi nói, khách tới rồi, ta đi chuẩn bị điểm trúc lộ cùng với măng chiêu đãi. Đã gặp nàng, Diệp Âm Trúc ở trong ánh mắt tràn đầy ánh sáng nhu hòa, vất vả cho người xối, Tô Lạp. Tô Lạp tự nhiên cười nói, hai người mặt mày đưa tính, nàng quay người đi. Diệp Âm Trúc lúc này mới hướng Đường Tam rồi nói, cái này là thê tử của ta, Tô Lạp, thỉnh. Vừa nói, hắn hướng Đường Tam làm xong một cái thủ thế. Đúng vào lúc này, bên cạnh một cái khác gian phòng trúc môn cũng mở ra. Từ bên trong đi ra một gã nhìn qua về phía trên tuổi hơn trướng thiếu nữ, hướng Diệp Âm Trúc nói khẽ, tướng công, khách tới rồi, ngày khỏe chứ, ta là An Nhã. An Nhã mị lừng quyết không trước đây trước hơn Tô Lạp để dưới. Hơn nữa, kỳ sĩ chính là nàng thỉnh tai tiêm, sống nhờ cũng không phải là nhân loại bình thường, nàng càng có một loại phong hòa tuyệt đại cảm giác, ưu nhã mỹ nhân, tại kiều ngạo ở trong rừng trúc, càng tăng thêm vài phần động lòng người thần thái. Đường Tam biểu lộ lập tức trở lên trên có một chút cổ quái, Diệp Âm Trúc lúc này cũng rất tự nhiên đi đến trước, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, An Nhã tỉ tỉ, ta đến chiều đãi khách nhân là tốt rồi. An Nhã tỉ tỉ, chúng ta đi tìm xem tử trúc thần châm làm thế nào đi, lại là một căn phòng trúc mở ra, từ bên trong đi ra một gã nhiều trước tuyệt sắc thiếu nữ, một bộ cùng trang cao quý thanh nhã, nhưng lại cười nói tự nhiên, mang theo vài phần hoạt bát hương vị. An Nhã cười rồi nói, được rồi Hải Dương, đã đi đâu rồi, chúng ta cũng đi xem, bất quá Hương Loan á, ngươi cái này ngủ nướng thật là tật xấu này phải sửa lại đi. Hương Loan lúc này khẽ thè lưỡi, ai bảo thân thể này nguyên lai không là của ta, mỗi ngày không ngủ đủ luôn luôn cảm thấy mỏi mệt. An Nhã đi qua, khoác ở tay của nàng, quay người hướng Đường Tam rồi gật đầu nói, khách nhân chậm trễ, chúng ta có một chút việc gấp đi trước. Nói xong nàng lôi kéo Đường xưng là Hương Loan thiếu nữ, bước nhanh mà đi. Hương Loan ánh mắt lúc này có một chút tò mò nhìn Đường Tam liếc mắt. Nhỏ xong đối với An Nhã sẽ nói, vị khách nhân này trước kia sống như chưa thấy qua đấy, hắn sau đầu quang luân còn rất đẹp mắt. An Nhã kéo nàng thoáng một phát, hai người lúc này cũng mở ra sân nhỏ, phiên nhiên mà đi. Khụ, các nàng đều là thê tử của ta, còn có một vị gọi là Hải Sướng, tạm thời không có tại đấy. Diệp Âm Trúc lúc này hơi có chút xấu hổ rồi nói, hắn điểm ấy xấu hổ tự nhiên, chỉ là tới từ ở Đường Tam lúc này cổ quái ánh mắt. Rất nhiều Diệp Âm Trúc nói hắn có 4 người vợ, Đường Tam tâm tính thì càng là cổ quái, nhìn không được rồi nói, ngươi có thể đối với các nàng mỗi người đều đồng dạng yêu sao?
Hắn rằng mình là một chí tình chí nghĩa người, cả đời cũng chỉ có yêu Tiểu Vũ một cái. Nhớ cái ngày đó vẫn còn ở Đấu La Đại Lục bên trên lúc tù liên, ở bên cạnh hắn cũng từng có rất nhiều nữ nhân, nhưng hắn vẫn chưa từng có động tâm qua. Lúc trước cái kia Hồ Niệt Na, Thiên Nhậm Tuyết không cái nào là tuyệt sắc mỹ nữ, có thể Đường Tam lại thủy chung có thể giữ vững vị trí bản tâm, thủy chung chỉ có tham món lợi nhỏ Vũ một người. Cho nên đương nhiên hắn nghe được Diệp Âm Trúc nói rằng mình có bốn cái lão bà thời điểm đó, trong nội tâm lúc này không khỏi có một chút không cho là đúng. Diệp Âm Trúc lúc này cười khổ một tiếng, cái này nó rất giải sóng, lúc trước ta cũng chỉ cho là mình sẽ yêu một người, yêu cả đời, thế nhưng mà nhiều khi nhưng lại thân bất do ký, đó có đôi khi không phải người không muốn yêu có thể không yêu, một cá lưỡng nhân vì người cơ hội là bỏ ra sở hữu, thậm chí bỏ ra cả tính mạng, cho lẽ người còn có thể vứt bỏ nàng sao? Đường Tam nhún vai rồi nói, mỗi người đều có thuộc tại cuộc sống của mình, đây là thuộc về cuộc sống của người không cần hướng ta giải thích cái gì. Diệp Âm Trúc lúc này khóe miệng co giật thoáng một phát rồi nói, không phải ta muốn giải thích, mà là vì như thế này, ngươi nhìn thấy mặt khác mấy người, bọn hắn có so với vợ của ta còn nhiều, nhất là... Hắn vừa nói đến đây, Đường Tam nhãn thần hơi động một chút, vô ý thức quay đầu lại hướng lên trên bầu trời nhìn lại. Trong chốc lát khi mà lạnh lạnh ngẩng đầu, một đóa thất thải tường vân ở trên không trung phiêu đãng mà đến. Thất thải tường vân phía trên, ẩn ẩn có một người đứng ngạo nghệ ở bên trên. Người này mặc kim giáp thành y, cầm ở trong tay một căn trường côn. Đường Tam lúc này ánh mắt rơi vào trên người của hắn thời điểm, lập tức có một loại chói mắt cảm giác không tự chủ được, bị ở trong tay của hắn cái kia căn bản là phảng phất, có thể đỉnh thiên lập địa trường côn hấp dẫn. Diệp Âm Trúc lúc này bật cười nói, hắn vĩnh viễn đều là cái tính luôn nóng, thật sự là nói ai ai đi xa. Thất thải tường vân hào quang lóe lên trên, hạ ra một cái trước mắt, một đạo kim sắc thân ảnh lúc này cũng đã rơi vào Đường Tam cùng với Diệp Âm Trúc. Trước lúc kim giáp thánh y bộ dáng rút đi, hóa thành một gã mặc thành sắc trường bào nam tử. Hắn nhìn về phía trên cùng của Diệp Âm Trúc, tuổi thọ không sai biệt cho lắm, dáng người muốn cao hơn một chút, thân hình khôi vĩ, trên trán giống như có vài phần bướng bỉnh hương vị. Thanh sắc trường bào bên trên ẩn chứa có thêm tiểu vân phiểu miễu, giống như vật còn sống. Cùng với cẩm đế Diệp Âm Trúc lội liễm so sánh với, người này khí tức lúc này chẳng những thập phần cường thịnh, càng là không có lừa điểm che giấu ý tứ, giống như là một khóa chói mắt thái dương. Mới vừa rồi rơi trên xuống đất, hắn giống như không tự chủ được đánh giá đến Đường Tam thần thức đến, âm thanh của hắn to được phảng phất có hồi âm bình thường, trầm giọng quát. Ngươi từ ngoài đến, ngươi dám can đảm phóng thích ra nhiều như vậy thần thức, sẽ không bị sợ chúng ta đánh giết ở chỗ này, dao động bổn nguyên sao? Cùng với Diệp Âm Trúc ôn hòa bất đồng, vì này mới thứ nhất thì có một loại đốt khí thế bức người. Đường Tam lông mày cau lại, lạnh nhạt nói, vậy thì ngươi đại khái có thể thử xem, nhìn xem ngươi có hay không bổn sự này rồi. Ngươi tới ha ha cười rồi nói, quả nhiên có một chút đảm lượng, bồn tọa Hải Long, tất cả mọi người bảo ta là tiên đế. Tiên đế Hải Long, nhìn xem người này, Đường Tam trong nội tâm thầm nghĩ, người này thật sự đúng là có vài phần nguy dã độc tôn tiên khí phải. Hải thần Đường Tam, Đường Tam thản nhiên nói, Hải Long nói, ngươi chỉ có thần thức tại đây, giống như không tìm người đọ sức rồi. Diệp Âm Trúc, ngươi như thế nào không thỉnh khách nhân đi vào? Diệp Âm Trúc lúc này không khỏi bật cười rồi nói, ngươi cái này gọi là đảo khách thành chủ đó, nếu không có chứng kiến ngươi, chúng ta lúc này đã ở bên trong rồi, nhị vị mở đến. Đường Tam cùng với Hải Long đi theo Diệp Âm Trúc đi vào trong phòng trúc. Phòng trúc ở trong bố trí vô cùng đơn giản, điều này hiển nhiên chính là khách sạn. Một chương không lớn vòng tay, vài thành ghế trúc không lớn, có thể thấy được vị này cầm đế sinh hoạt hàng ngày là mộc mạc. Hải Long lại nói, mỗi lần tới người tại đây đều để cho ta cảm thấy hổ thẹn, đôi khi thần túy thứ đồ vật xác thực là rất tốt, không sống tạo cho đó, muốn trốn cái thanh nhàn đều là không dễ dàng. Diệp Âm Trúc lúc này ha ha cười sẽ nói, đó là bởi vì lão bà người quá nhiều. Hải Long cười khổ một tiếng, đúng vậy ta hối hận rồi, có thể hối hận cũng không có cái sắm súng, ngoại nhân xem ra, ta cái này duy ngã độc tôn tiền đế phảng phất cao cao tại thượng, mỗi ngày là trong quỳnh lâu ngọc phú, quỳnh tương ngọc dịch, nhưng mà ai biết rằng ta lội tâm buồn xấu, trong nhà ta đây chỉ là một điểm địa vị đều không có, dùng mở mịt cầm đầu, các nàng cá kia gọi một cái chân thành đoàn kết, người cũng không biết đâu, mỗi lúc trời tối, ta đi nơi nào ngủ đều được mọi người sắp xếp xong xuôi, vẫn không thể vi phạm, bằng không mà nói, tự ai đều là không để ý tới ta cái này tiền đế làm có ý gì.
Đường Tam nhịn xuống cười cảm giác rồi nói, cái này phiền lão ta ngược lại là không có, ta chỉ có một vị thế tử, mỗi ngày chỉ cần làm bạn với nàng là được rồi, chúng ta không bằng trước tiên là nó về nói chính sự. Trước kia nghe các ngươi lâng lên trên thần giới mộ địa đến thuật cung là chuyện gì xảy ra? Diệp Âm Trúc lúc này cũng mới hài lòng liếc mắt.